Vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần Cát Lợi, công ty thuốc lá Sài Gòn và công ty xuất nhập khẩu thuốc lá thuộc Tổng công ty thuốc lá Việt Nam đã tổ chức thành công đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Năm qua, mặc dù kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng các công ty này vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, nộp ngân sách vượt kế hoạch, đảm bảo đời sống cho người lao động. Giai đoạn 2015-2020, nhiệm vụ trọng tâm của các đảng bộ là nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đổi mới mô hình tổ chức và quản lý sản xuất kinh doanh, đảm bảo sự tăng trưởng bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của từng đơn vị.